chào người nha, em còn cái đầu máy Tanaka tay ngắn này mà nó mất cái nắp e ha. Với lại cái nắp lọc gió thì nó mất một nửa đó. Chế thì còn ngon lành đẹp nha, bù tinh tinh luôn, bù mới tinh luôn. Mấy con này về nó bô nó mới tinh luôn. Chuông đồ còn nha, chuông đồ như mới luôn vậy, nó xài ít lắm, nó không có làm xích. Máy thì đã giật rồi, để giật ánh sáng nha, máy giật rất là kẹt. Mấy con này hơi thì nó bền lắm, nó không có chết, xài lướt nữa. Rồi, con đầu này em để cho 450 nha, đầu này em để cho 450, không có cái nắp e sao. Với lại cái đầu này mọi người, cái đầu Makita 3201, con này như 37 ly sao, mới tinh nè, cái đầu này rất là mới nha. Mà cái điều là nó không có làm xích, không có làm xích. Chuông đồ còn đủ nha, đủ đồ mà mới. Cái này thì giật hơi cực kỳ căng, hơi căng nha. Cái đầu này em để cho 850 nha, đầu máy đủ đồ không có làm xích. Đó, đầu này để cho 850 còn nguyên vẹn nha, không có bể vỡ nha mọi người. Đó. Một cái đầu này nữa. Cái đầu này là Hitachi CS40, con này là 40 ly, 40cc. Con này thì đó, tình trạng về nó đang bãi nha, về nó bể vỡ nha. U cái lắp này mọi người thấy cái lắp mới tinh luôn. Bô đang thui à. Lắp mới tinh. Này giờ em vứt bỏ đóng đây mấy tháng rồi. 5 6 tháng. Nó đứt dây giật nha. Cái cục sắt này em để cho 300.000 nha. Này nó bể ngay chỗ này nè. Cái cục sắt này em để cho 300.000. Anh em nào có cái dòng CS40 45 á thì mua về làm phụ tùng. Không biết cứng hay mềm nha, không đứt dây giật rồi. Bán như hiện trạng nha, chế được còn. 300.000 nha, 300.000 cái đầu này. Không bao ship nha.